Hi, chào quý ông bà cô chú anh chị đến với kênh Quầy Miền Tây Vlog nha. Hôm nay mấy anh em được mớ cá lụng dụng giờ cũng bị kho nha mọi người, với được mớ đọt nhãn lồng nấu canh với được vàng tép nha mọi người. Mong mời cả nhà cùng xem nha. Hôm nay mình lại được một mớ cá lóc với cá phi nha mọi người, có cá sạch. Này đậm bạc rồi ăn cá tiếp theo. Cái lớp người còn bự, cái lớp bi là đen chì trắng hồng tông nấu chân này. Nay mình sẽ làm cái lớp kho đi, cái lớp kho tiêu hồng tông này sao để kho luôn chúng luôn trong kho luôn, kho tổng hợp. Chào tất cả mọi người đến với kênh Về Miền Tây Vlog nha. Thì mình đang đi kiếm nhãn lồng để hái về luộc ăn mọi người. Ở đây có chỗ nhãn lồng nhất. Nhãn lồng đi tốt. Mình sẽ hái về luộc ăn với cá kho mọi người. Đây là một cánh đồng lúa, mình thấy sầm luôn lòng. Tốt. Này ngọt nó mềm rồi. Này cả nó ngon luôn mà. Cá mình đã làm xong rồi mọi người. Thôi cá phi, cá bóng dừa với cá lóc chung luôn, cá sặc luôn. Nay mình kho chung luôn. Dạ, có nhãn lồng sáng nãy mình mới đi hái về. Nấu canh nhãn lồng. Gia vị cũng đầy đủ luôn mọi người. Có hành với củ hành. Hôm nay mình ăn muốn ăn đạm bạc. Chú Hải này nhúm lửa để chuẩn bị kho cá. Mưa tới giữa ướt. Đang làm gầm làm gầm. Mưa lâm ngâm mọi người. Dạ, mình sẽ phi tỏi cho nó thơm. Có hành nữa nè. Hành sắc hơi bự nha. Chưa được nha. Bự nó mới thấy được. Phi lên cho thơm. Cái hòm mình chia làm hai còn canh nữa. Dạ, nó cũng nóng rồi mọi người. Thôi mình tìm
nó vàng vàng. Nó canh này là nó dừa. Ăn được không ta? Giờ nó vàng mọi người. Giờ mình múc ra bớt rồi mình lấy canh mọi người. Nghe nó khôm quá. Có mùi thơm. Cái này là phần này là cho canh. Còn này là cá nha mọi người. Đây là không có tép để bỏ cái canh nữa ra. Dữ hết rồi. Dứt chi luôn rồi. Đó, dứt chưa? Mặn mặn nghe ngon. Cái gia vị vậy? Cho tống cơm xíu. Rất ngào nha mọi người. Đây là muối với đường nha mọi người. Bột ngọt. Bột ngọt. Mặt cho thêm miếng bột ngọt nha mọi người. Xíu nó quên bột ngọt rồi. Trong điều đó. Wow. Nãy giờ cá cũng sôi mọi người. Giờ mình bỏ hành với ớt vô nha mọi người. Chín rồi. Hay là đợi cho nó cạn nước. Giờ bỏ đi rồi còn mình khỏi để nắp luôn. Để cho nó cạn từ từ. Cay rồi nha. Tương ớt luôn. Ừ? Có tương ớt. Thôi thôi. Mấy chú thấy ăn cay quá à. Hai trái ớt thì đủ rồi. Hành nữa hết luôn á gì. Đây chừa nấu canh. Bỏ canh mới chịu à. Canh canh gì ta? Nhân lòng. Nhân lòng quả hành nữa. Tiêu nữa nha mọi người. Trời ơi, trời nó dậy một cái mùi. Chắc không ngon đâu. Ngon. Không ngon đâu. Giờ mình đậy hùm lại xíu nữa nha mọi người. Cho hành nó chín chín tí. Cái bụng quá. Giờ chín rồi nha mọi người. Bây giờ mình nhắc ra mình bắt nước lên nấu canh nha mọi người. Chắc không ngon đâu. Hồi đất nó nóng lâu rồi, để lên rồi cho đậu phụ. Nó giữ nhiệt lâu mà. Xem nào. Mình xếp lại đây đi. Xếp lại đi. Đúng vậy. Đây. Còn sâu luôn nha mọi người. Thơm nứt mũi luôn mọi người ơi. Giờ mình đậy lại cho nó giữ hơi nha. Giờ mình sẽ bắt nước lên. Tiếp theo là món canh nhãn lồng. Giờ mình để lên nấu canh rồi. Nấu nước cho nó sôi. Rồi bỏ hành phi vô nè. Hành phi nãy vô. Nước sôi mọi người. Mót được dạng tép nè mọi người. Cũng có cái ngọt. Giờ mình sẽ bỏ rau vô. Rau này non quá mọi người ơi. Giờ này bữa đó chị kia Bình Định kia bằng cái gì ta? Lạc tiên. Lạc tiên. Lúc đầu mình cũng không biết lạc tiên là rau gì nữa mọi người. Tại vì ở đây toàn nó kêu bằng nhãn lồng không à. Được khai sáng. Bạch 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 không nó này không á. Đâu tự nhiên. Ê có đọc không á xanh lại. Đúng rồi. Cốt. Nhờ xẹp xẹp xuống giờ mình sẽ nêm nha mọi người. Gia vị thì cũng có bao nhiêu thôi. Nhiều ăn cái nó bổ mà não luôn. Biết còn quên gì không? Cái màu nước nó ra như đồ nước Bắc. Còn cái này nữa.
Này là hành tỏi phi nãy nha mọi người. Mình mới chừa lại nãy kho cá mới còn mới mình mới vô canh. Giờ mình trồng điều đó. Thơm rồi đó. Mày mau chín nha mọi người. Này vừa chín rồi ngon. Vẫn chín quá. Nè, vừa chín rồi nè. Nè. Vừa chín nó còn giữ độ giòn. Ăn cái này dễ ngủ. Đó. Giờ mình sẽ nhắc xuống và múc cá tô nha mọi người. Rau này thì nó rất là mau. Món ăn mình đã hoàn thành mọi người ơi. Canh nhãn lồng và cá kho. Giờ mình sẽ thưởng thức thôi. À, chào mọi người nha. Giờ món ăn của mấy anh em mình cũng hoàn thành nha mọi người. Đây là cá kho và canh rau rau gì? Nhãn lồng. Quên hoài mọi người. Và đã hoàn thành nha mọi người. Mọi người mong mọi người mời mọi người ăn nha. Đói bụng quá anh. Bụng cũng lay chân rồi mọi người ơi. Đói quá rồi. Chảy chảy nước miếng. Cá sặc đó. Ồ cá sặc. Cá sặc. Mời mọi người con bóng dừa nha. Nóng. Cá lóc nè. Tôi cho ăn miếng nước cá kho rồi. Chiếu bên đây nè, tiếp rồi xếp mặn mặn đồ rồi, rồi người 5.000 nha. Ui da nhiều giò luôn rồi, chắc không ngon đâu. Trời ơi, cơm bóng hới rồi mọi người. Nhấn lộng mình. Nói phải con mà bảy luôn. Cá phi nè. Có trứng nè. Mời mọi người khứa cá phi nha. Tôi nghe trên TikTok đồn ăn cá phi trị bệnh ung thư nữa kìa. Biết có phải vậy không? Cá phi có khi nào nữa hành đặc sản không mà. Thì xin clip luôn là gì phát lên là cá phi là trở thành khan hiếm mình đúng rồi. Đúng rồi. Hồi đó cá phi ở mình đây ai cũng chê chứ. Nhà ai cũng bắt đi. Cá giường mà ăn ngon mà. Cái gì đục vậy? Tại mùa này còn cá phi không à mọi người. Mời mọi người miếng cao nha. Cái đầu béo. Mọi người con cá đồng tông nha. Đồng tông quá bự luôn mọi người ơi. Kẹp miếng ớt vô ăn cay cay đã. Chú đang đói rồi. Tốn cơm dữ. Cái gì cái cơm gì. Đó, giờ mới nhớ ra đầu cá rồi mọi người. Đầu cá lóc. Quá đã. Mấy lòng tông rồi. Hơi mặn nha. Mời mọi người thấy luôn nha. Lòng. Quá rã luôn mọi người. Còn giữ được độ giòn. Mọi người có đường cá lóc nè.
nhãn lồng đợt này cấp này là mọi người mưa cái nó không còn đắng, ăn nắng thì nó đắng, nó nhẵn lắm, cái mùi nó nồng nữa, này mưa đợt nó mập, cái này thì tốn cơm còn gì bằng, nghe không? Rút kinh nghiệm chưa có nước mà, kho có nước mà. Wow, chàng này đậm đậm đi, ăn gà mạnh mạnh tay vô. Lá chè rụng luôn, cầu ngon quá mọi người ơi, cà béo quá. Nóng quá. Cá tự nhiên kho mà thêm rau dường thì tốn cơm luôn lắm luôn rồi mọi người. Hải dương quê chỉ có mấy món này nè, đậm bạc mà ngon nha mọi người. Đúng ra mình phải nấu cơ, nấu chừa nước cơm lên nữa. Mình có canh này rồi, mình dư nước luôn, mình có giờ nước, nước canh rồi thêm nước cá nữa mọi người. Mời mọi người ăn cá sặc nha, cá sặc thịt cũng ngọt thơm đó mọi người. Cái chín quá đã luôn. Ngon quá mọi người ơi, cái này vừa chín tới nè, còn độ giòn. Giòn non quá trời ngon. Quá đã. Nó còn gì bằng tuyệt vời hơn nữa. Ăn ra nước mũi luôn. Mọi người thấy mấy anh em mình video này thấy hay, nhớ like, đăng ký, chia sẻ nha mọi người. Ở quê mình thì mấy anh em mình không có gì ngoài mấy món này hết trơn á, không có cao sang, chỉ dân giả vậy thôi. Mong cả nhà ủng hộ nha. Mong mà hẹn mọi người lại video tiếp theo nha.